mở đèn sáng lên, mẹ đâu mở đâu. Ba đèn nó trốn rồi cô chú. Chú Quốc kêu thử chú Quốc. Lên đi ba. Về. À, trốn luôn. Không chịu ra đi, luôn. Đi. Đi. Về đây. Về kìa. Đi đi đi. Mèo ơi, mèo. Mèo. Đâu đó. Giờ có nước bắt một chuột không? Bắt nước này. Nấp rồi. Nấp bò, nấp luôn rồi. Thôi bắt đi, bắt đi. Mở đèn sáng lên. Do nó đen quá nên con phải bật cái đèn led lên cho cô chú thấy được hai. Đi về nè, bơi hết hồn đi. Ở đây 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 ảnh ra nè, mau. Nó trốn ở đâu à? Tôi trốn luôn, ổng kêu không ra luôn á. Dạ trốn trời. Wow. Đó hai cái đầu nè em kia nè. Kìa. Đi đi về đi. Cái đây. Ra đi. Nó không chịu. Không chịu không ạ. Nhìn này con nó nấp ghê. Nè ơi. Nó nấp. Nó nấp. Lên đi. Đi đi bạn. Đây. Rồi. Coi kìa coi. Không chịu kìa. Rồi, cắn. Nãy ông kỳ quạ nó ngồi đó để hai mắt ra không ngán luôn. Bye bye đi, bye bye. Quá khôn. Chưa thấy mè nào mà khôn nữa. Thầy cô á. Dạ con ẩm chiếc chiếc cho nó lên sân thượng nó tắm. Xong rồi con đóng cửa trên tay cho nó đi tới lui cho nó thoải mái cho em nó chơi. Ở dưới giò dưới nó kỳ sợ nó mổ em kỳ quá. Từ chị hai lấy nước cho chiếc tắm nha. Ở đó đi chị hai có bỏ chiếc đâu mình đi theo. Nó sợ con bỏ nó đó một chút nó khôn á. Đây để chị hai găm đèn cho sáng cho. Ừ hướng nó đợi hai xíu. Ủa cắm đèn đâu rồi. Sao chiếc đó chị hai xả nước cho chiếc tắm thoải mái nha chiếc nha chiếc chịu không nước chưa đầy mà con thấy cái chân nó đứng không yên rồi. Từ chiếc ơi sung sung chị thương quá à con ơi. Chiếc ơi từ từ, từ con nước chưa đầy mà tắm gì miếng từ 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 chị hai xả nước cho tắm nha mài vô quá trời kìa. Từ từ con nước sắp đầy rồi. Rồi nha chiếc nước hôm nay hơi yếu chú cái giòi nó thịt nhỏ quá. Con nôn như vậy luôn hả chú? Dạ mấy bữa nay á con không có quay em chiếc chiếc được tại vì dướng mấy em chính em chó ở dưới Vĩnh Long lên đầy nhà với lại con thả chiếc chiếc ra thì con không biết em chiếc chiếc ra sợ nó mổ mấy em kia nữa rồi mổ lúc kia nữa nên là con phải nhốt em chiếc tạm thời gian với lại ở dưới dướng chuồng của mấy em ở Vĩnh Long lên nó chật con không có chỗ thao để thao cho em tắm nên hôm nay giờ con phải đem lên đây cho em tắm nè. Từ chiếc ơi nôn gì không biết nữa chiếc chiếc hồn lắm cô chú ơi chưa nào con đi bán về nó cũng mừng con đó kêu chiếc ơi chiếc mở cái là hả nó rạo rực nó rạo rực nó đòi con trời nó mấy ngày không tắm cái nước nó đục ngầu rồi chứ dơ quá trời dơ. Từ con giỏi quá à chiếc này rụng lông nè chiếc ơi
muốn lặn rồi đúng không? Lặn đi chiếc, chiếc lặn đi. Chim ơi, bơ qua đây nè con. Con không lặn hả? Chui, chim chui ơi. Chim chui, đẩy tới nè, chim tới nè, tới nè. Chim ơi. Mỗi lần vậy hai đụng với người con là con thả lỏng hết chân ra vậy hả? Dưới đây con dơ quá trời luôn nè, con không chịu rỉa dưới đây. Trời đầu. Con gã gì thôi chắc cũng đầu con rụng hết lông á chứ. Chip ơi. Chip. Chip ơi. Chip à. Chết xong chưa? Cái gì? Đòi chân không? Đó, biết lắm mà. Nó đòi chân con, cô chú ơi, chú thấy rõ ràng không? Nó đòi nó chờ mà xong rồi con đưa chân cách nó ngồi nó cạp vậy nè. Đau nha, đau. Đau con. Hơi đau rồi đó, Giỡn là giỏi lắm. Ừ. Trầu ơi, nó giỡn là giỏi lắm. Trầu ơi. Sao mấy bữa nay không được giỡn chị hai buồn đúng không? Chị ai biết mà. Bữa nay dướng mấy em chị hai đâu có chơi với con được đâu. Hai hai mới chơi với con được nè. Mỗi ngày chị hai ẩm đây lên đây cho chiếc tắm nha. Chiếc ơi. Để con ở dưới không có tắm được cho con bao nhiêu hết á. Tắm xong xuống dưới ngủ. Trầu ơi. Trầu quá chip ơi. Con dồn nén mấy ngày con chưa có được gì ở đúng không? Giống như nó đang giận con của chúng. Mấy ngày con không cho nó tắm á, rồi con cũng không dưới mấy đứa con không thả nó ra chơi được á. Nó trong chuồng nó kêu con rồi nó mới giận con á. Thôi chip. Đó, giận đã xong một cái tắm tiếp. Con kêu nó chiếc tại nó nuốt rồi nó nhìn. Thôi ra nè, chị hai biết con tắm xong rồi ra con. Lạnh bệnh á, đói rồi. Rồi tới lui chơi đi. Trời, wow, cái thau nước nó dơ, nó đen thui, nó vô hại luôn đó chú. Ngã màu luôn á. Đâu mà khỏi dơ dưới chiếc. Tại ai ra chiếc? Tại chị hai bảo vệ quá đúng không? Chip tắm xong rồi, con đổ nước rồi. Thôi chị hai bỏ chip nha. Chip đó, chip đứng, chip rỉa lông đi. Rồi đi xuống. Thôi bỏ chip nha. Gì? Sao? Sợ chị hai bỏ đúng không?
Dạ nãy giờ con cũng cho nó rỉa lông xong rồi đó chứ. Sao chip? Sao chip? Chip ơi, bỏ con lại chịu không? Không hả? Không chịu hả? Không chịu đúng không? Hả? Có thời gian á hả, con bỏ nó trên này á, tối tao ngủ đây á hả, nó giận con á hả, nó bỏ ăn cả tuần luôn, ốm vô không nhắc, để cho ốm luôn. Cái xong con vừa đem nó xuống dưới nhà, con để dưới nhà ở lại, cái bắt đầu nó chịu ăn lại mạnh lắm, ăn mạnh. Chứng từ đó con mới biết là chứng tỏ em Chiến nó còn biết giận con nữa. Sao ạ? Sau này Chiếp ngoan dữ vậy Chiếp? Nãy mà tắm xong cái tự nhiên sao trời, chị Hai bỏ quá nay ngoan hả, nay giả bộ ngoan hả Chiếp? Hai bỏ Chiếp nha. Yeah, đi heo, chị Hai đã có bỏ không đâu, sao con đi heo dữ vậy? Nhà chơi với con mà. Thôi đi xuống này con, tối rồi. Xuống chị Hai còn lo cho mấy em nữa. Lên chơi tắm chút xíu, ngày nào hai cũng ráng ẩm lên tắm nha. Trời ơi rong rụng nè Chiếp. Ngày nào chị Hai cũng ráng lên đây ẩm lên cho con tắm nha, cho con chơi cho nó thỏa thích nha. Thương Chiếp. Dạ con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ cô chú và cả nhà mình thương mến con, tặng cho con một nút like và một nút đăng ký để cho con có nhiều động lực ra nhiều clip hay hơn nữa. Dạ con xin cảm ơn cô chú và cả nhà mình. Con xin máy bay ạ. Con đang ngồi mà nó thấy con đứng lên cái là nó khó chịu liền, nó sợ con bỏ nó, nó la quá trời luôn. Chạy nhanh dữ nha, đây Chiếp chạy nhanh dữ ha. Trời ơi Chiếp thiệt luôn hết Chiếp ơi. Sao tự nhiên nằm xuống cho ướt nữa. Đây nè, đi xuống nè, đi Chiếp xuống đây con, đi xuống dưới nè. Ở đây chạy là chị Hai không thương Chiếp nữa nha. Chiếp chịu không? Đây xuống nè, đợi biểu không à. Chiếp đợi chị Hai nhắc nhở không à. Xuống nha, không đủ rồi xuống nha. Chiếp tắm đủ rồi, Chiếp xuống nha, Chiếp nha. Đứng lên đi con. Thế bây giờ